Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh em là dòng Toyota Corolla Cross nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay cũng đã là ngày mùng 9 của tháng 3 rồi. Với cái chính sách giá bán vô cùng đặc biệt tại thời điểm này, thì em cũng mong muốn là gửi tới cho anh em một cái mức giá là bên em hiện tại có một cái mức giá giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ tại thời điểm mùng 9 của tháng 3 này. Chương trình mới nhất, đặc biệt nhất để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Toyota Corolla Cross này hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường anh em nhé. Thì dòng Toyota Cross này thì em xin phép được đọc là Cross để ngắn gọn cũng như là xúc tích nhất anh em nhé. Thì dòng Cross này sẽ có 3 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm bản Cross 1.8G, Cross 1.8V và bản Cross 1.8 Hybrid đó. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em vui lòng cho em xin một lượt like này, cũng như đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách, cái giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động giá mà và mỗi khi em chia sẻ với anh em nhé. Đó. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản Cross 1.8G. Cái bản này hiện tại đang có giá là 746 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm đầu tại thời điểm mùng 9 tháng 3 em chia sẻ này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 813 triệu, trả góp thì đang là 253 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, thì hiện tại đang là 798 triệu, trả góp thì đang là 238 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 779 triệu, trả góp thì đang là 219 triệu. Đó. Những cái khoản mà em đang tính cho anh em nhé, là bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các phụ phí đăng ký trọn gói và một số phụ phí khác anh em nhé. Đó. Đối với anh em mua qua trả góp ý, thì em đang tính và hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm anh em nhé, và tối thiểu là 3 năm. Đó. Đối với anh em mua qua trả góp ý, thì anh em sẽ phải cộng thêm giúp em cái tiền bảo hiểm thân vỏ vào, vì nó là bắt buộc anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Cross 1.8V. Cái bản này thì hiện tại đang có giá là 846 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm giữa tháng 3 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 925 triệu. Trả góp thì đang là 245 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ý, thì hiện tại đang là 908 triệu. Trả góp thì đang là 228 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 890 triệu. Trả góp thì đang là 210 triệu. Đó. Những cái khoản mà em đang tính cho anh em, nó bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký. Anh em vui lòng nhìn lên màn hình giúp em. Ví dụ bao gồm các khoản, ví dụ như là tiền lệ phí trước bạ này, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự anh em nhé. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, tiến độ xe ra sao, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình, thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết cũng như là giá sẽ là cạnh tranh anh em nhé. Vì em là người trực tiếp đứng bán và hỗ trợ cho anh em một cách tốt nhất, nên là anh em có hoàn toàn yên tâm về chính sách cũng như là tất cả các chương trình ưu đãi khuyến mại mà em sẽ gửi tới cho anh em. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản
Cross 1.8 Hybrid. Cái bản này hiện tại đang có giá là 936 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm giữa tháng 3 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 058 triệu. Trả góp thì đang là 275 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì hiện tại đang là 1 tỷ 039 triệu. Trả góp thì đang là 256 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 020 triệu. Trả góp thì đang là 237 triệu. Đó. Đối với những cái thời điểm mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu và mua xe tại thời điểm này, thì anh em vui lòng gọi điện ngay cho em để được nhận cái chính sách, cái giá bán cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, đặc biệt nhất gửi tới toàn thể anh em nhé. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cũng như là tính tổng lăn bánh cho anh em rất là cụ thể rồi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em trực tiếp đứng bán cũng như là hỗ trợ một cách tốt nhất cho anh em với cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.